Thời gian qua có không ít những vụ tai nạn giao thông xảy ra mà phần lỗi có liên quan đến người đi bộ. Đi bộ tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không di chuyển đúng quy định thì có thể dẫn đến hậu quả thương vong cho người khác và trách nhiệm hình sự cho người vi phạm. Thay vì đi trên vỉa hè thì nhiều người lại lấn xuống phần đường của xe máy ô tô. Khi các phương tiện này vượt quá tốc độ và không xử lý kịp, sẽ rất dễ gây tai nạn. Đây có thể xem là một lỗi rất phổ biến của người đi bộ khi tham gia giao thông. Đi bộ giữa đường như thế này không chỉ gây nguy hiểm cho mình mà còn khiến cho các phương tiện giao thông khác bị tai nạn. Theo camera an ninh này ghi lại, do mặt đường hẹp, xe máy chạy với tốc độ khá nhanh và xảy ra va quẹt. Hậu quả là chàng trai điều khiển xe máy phải chịu một cú ngã rất mạnh khiến anh bị văng ra khỏi xe và lăn nhiều vòng trên đường. Nạn nhân đã bất tỉnh ngay tại hiện trường. Người đi bộ di chuyển không đúng phần đường của mình là hành vi vi phạm pháp luật. Theo điểm A, khoảng 1, điều 9, nghị định số 100/2019, trên ND gạch nối CB, phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người đi bộ khi không đi đúng phần đường quy định, vượt qua giải phân cách, đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không đảm bảo an toàn. Theo phân tích của luật sư, nếu người đi bộ không đúng phần đường của mình mà gây tai nạn cho người khác thì sẽ có nguy cơ bị xử lý hình sự. Thì cái người đi bộ trong trường hợp này vẫn có thể bị khởi tố vụ án hình sự với cái tội danh đó là cái tội vi phạm các cái quy định về tham gia giao thông đường bộ theo cái quy định tại cái điều 260 Bộ luật hình sự. Thì lúc này người ta có thể đối mặt với khung hình phạt là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 1 năm đến 15 năm. Bởi vì theo cái quy định của cái điều 3 của luật giao thông đường bộ á, thì cái việc cái hành vi mà đi bộ đó vẫn được xem là cái hành vi tham gia giao thông. Ngoài ra, một nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn cho người đi bộ đó chính là băng qua đường thiếu quan sát hoặc không đi trên vạch kẻ đường hay cầu vượt bộ hành. Để phòng tránh những trường hợp có thể gây nguy hiểm cho bản thân mình và những người cùng tham gia giao thông, người đi bộ nên tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật bằng cách đi đúng phần đường của mình. Nên qua đường tại nơi quy định, ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ hoặc cầu vượt bộ hành. Bên cạnh đó, người đi bộ nên chú ý quan sát để kịp thời xử lý những tình huống giao thông bất ngờ.